Tình hình đêm qua thế nào rồi anh? Nó đang đổ bê tông, rất cứng. Chuyện ba tiền án chỉ đòi gì đâu. Với cái đám này á, là phải có chứng cứ buộc tội, dễ gì mà nó mở miệng đâu. Chuyện này thì không đáng ngại lắm, vì chúng ta có tang chứng vật chứng. Cho nó cãi. Dạ, chúng tôi phải về rồi. Sẽ liên hệ với các anh sau. Sáng đây có chút chè tà sùa, biếu các anh. Coi như cảm ơn sự phối hợp. Sau này có chuyện gì, các anh cứ thông báo, chúng tôi sẵn sàng. À, cảm ơn đồng chí. Cảm ơn. À, chào anh. Dạ. Alo. Em đi có việc rồi. Em đang đi công tác với sếp của em này. Có gì chiều em mới về á. Chắc tầm chiều em về. Dạ rồi rồi, ok anh. Ai gọi đấy? Anh Lâm Phùng Chú đây. Gọi rủ trưa đi nhậu. Hồi đó giờ nó có thường rủ cậu đi nhậu không? Dạ cũng ít lắm. Tại em với anh Lâm chơi không thân lắm. Vậy là có mùi rồi. Dạ. Việc cậu nói vừa rồi á, nhẹ là bị ghét, bị la mắng, còn nặng là bị kỷ luật, vì để lộ bí mật công tác. Cậu hiểu chưa? Nãy gọi vội quá nên em nhỡ mồm ạ. Chiều nay mà nó về có hỏi á thì bảo là đi Hà Nội. Hiểu chưa? Vâng sếp ạ. Thế nào? Tình hình Mừng Kim thế nào? À, bắt được thằng Trư rồi, gần sáng mới về. Thế hả? Dạ. Nó có chịu khai không? Nó vẫn đổ bê tông anh ạ. Thằng này có mấy tiền án tiền sự rồi nhỉ? Ba anh ạ. Thằng Trư coi như là xong. Tiếp theo mình tính nốt thằng Huy Ạt. Thằng Huy Ạt? Việc bắt thằng Huy Ạt tôi cũng đang đau đầu đây. Ta phải tính mọi dữ liệu. Nếu như nó mà sợ, rụt vào, không dám làm vụ 2.000 bánh nữa, thì công của anh và tôi sẽ trở thành công gốc. Tôi nghĩ kế hoạch của thằng Triều khá lấp lang, mục tiêu rõ ràng. Tôi rất tin vào khả năng điều hướng, lèo lái công việc của nó. Anh ạ, cái đòn kia ta dùng nhiều, tôi sợ nó nghi. Vẫn còn dùng được. Tại thời điểm này ta vẫn chưa có cách nào tốt hơn. Nhưng mà anh thử nghĩ xem, nếu mà vũ trường của thằng Huy bị phá thì liệu có thúc đẩy được câu chuyện theo ý của chúng ta hay không? Đấy là cái điều ta chưa dám chắc. Giữa hai sự kiện có logic với nhau không? Vấn đề là vụ 2.000 bánh phải được xảy ra tại Hưng Hòa. Theo tôi, muốn thúc đẩy quân cờ của đối phương theo ý của mình, không thể không có động thái. Thôi được rồi, về kế hoạch đập cái vũ trường, tôi nghĩ là phải báo cáo đề xuất với bộ thì ta sẽ làm tốt hơn. Bởi vì thằng Huy ấy, kiểu gì thì nó cũng chơi sâu với địa phương. Nếu mà không cẩn thận dễ bị lộ lọt thông tin khi ta phối hợp. Anh nói đúng. Việc này đã vượt qua tầm của Hưng Hòa rồi. Chúng ta phải báo cáo bộ để có sự chỉ đạo kịp thời với các địa phương. Thôi, xin phép anh tôi về. Anh đi nhé. Dạ. Chuẩn bị xong chưa? Xuống Ngọc Cần xin xe đi. Dạ.
Em nghĩ mình nên xin xe thôi, còn lái để em lái cho. Ờ, vậy cũng được, chịu khó thay nhau lái. Lâm à, mày đang ở đâu đấy? Ra cà phê Ruby ngay nhá. Hưng Hòa triển khai rất khá. Tôi dự cảm trận này to hơn mọi hình dung của chúng ta. Còn về việc xóa tụ điểm vũ trường Hoàng Hôn, theo đề xuất của Hưng Hòa, tôi đồng ý. Các anh trình bày kế hoạch của mình đi. Báo cáo cục trưởng, chúng tôi dự kiến để đối tượng của chúng ta lọt lưới nhờ sự giúp đỡ của trinh sát. Sau khi thực hiện các mục tiêu của chuyên án, ta sẽ bắt sau. Các anh thấy sao? Tôi đồng ý với ý kiến của các anh Hưng Hòa. Anh Hà, anh đề xuất phương án khi nào xử lý vũ trường này? Càng sớm càng tốt anh ạ. Thời cơ đang rất thuận lợi. Ờ, này anh Hà, cái việc gậy huy áp ấy, phải làm cho khéo, kẻo công cốc đấy. Không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng nói thật là cậu trinh sát của chúng tôi đã đạt đến mức nghệ nhân trong việc này rồi. Cậu ta đi từ thấp đến cao trong chuyên án và có kinh nghiệm xử lý các tình huống kiểu như thế này. Đọc báo cáo thì tôi hiểu rồi. Không ngờ tỉnh lẻ có lính xuất sắc thế. Cuối giờ chiều nay, trên bàn làm việc của tôi phải có kế hoạch triển khai để xử lý cái vũ trường kia. Phòng 4, cử người xuống địa bàn, bám chắc địa bàn, nắm chắc công việc để kịp thời phối hợp. Anh ơi, sao? Hôm nay em làm sao ấy? Nhìn mấy bé này sao ngon thế? Vậy mà anh cứ tưởng đủ bẻ hỏng rồi chứ. Cứ nhìn nó tẩy. Nếu thích, cứ nhích. Ôi. Anh ơi, em đi trước đây, có khả năng ở đây tí ngất đấy. Chúc vui vẻ. Sáng.
hành kiểm tra hành chính vũ trường Hoàng Hôn. Yêu cầu tất cả mọi người chấp hành mọi yêu cầu của ban chức năng. Cầu kiểm soát từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên. Kiểm tra mặt bàn, nền nhà để phát hiện các vật cấm. Quả cấm, đi tập tán à? Đưa đây. Phát hiện tăng vật. Quản lý vũ trường đâu? Anh ở đây là gì? Là em tên Nghĩa Chuột. Chủ vũ trường là ai? Dạ... Việc đâu? Anh Trương Tiệ. Yêu cầu các điều tra viên tiếp tục lập biên bản. Anh tên là gì? Tôi tên Lâm Vũ Huy. Tức là Huy Ạc đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi phát hiện vũ trưởng và anh có sử dụng chất cấm. Anh nghĩ sao về chuyện này? Có thể là sau đây yêu cầu các tổ công tác tiến hành dẫn giải các đối tượng ra xe đưa về cơ quan điều tra. Của bố mày. Anh nói gì đấy? À? Anh nói gì? Anh đang cản trở người thi hành công vụ, anh biết chưa? Mày nói là của anh làm gì? Tao. Hả? À? Của tao. Mày. À. Đứng yên. Đứng yên. Ghen hả mày? Tìm một chừng lý, bao đôi mắt nhìn theo xem thường và dè biểu. Thầm lặng không cần người khác hiểu. Trầm lặng sứ mệnh nằm trên vai. Bước trong ngay trước mặt anh không thể khoanh tay. Mắt anh chứng kiến nhiều tội ác con người ướm mầm. Phát trời vương canh hóa vạn cánh tay cổ thụ. Tai anh nghe thấy nhiều tội ác con người giam cầm. Bao người bao nhà biết bao đêm không thể ngủ. Làm sao đưa nó ra ánh sáng? Làm sao? Làm sao trừng phạt cho thích đáng? Làm sao? Lòng anh thì tự như tiếng sóng. Muốn kết thúc chuyện này bằng dấu chấm.
Chú mày thật sự làm anh bất ngờ đấy. Anh sẽ còn nhiều điều bất ngờ về em. Này, tự nhiên hôm nay lại rủ tao đi ăn kem. Có chuyện gì nhờ vả phải không? Thì... Yến có chuyện muốn nói với mày đấy. Cái Thúy nó cũng đang có chuyện muốn nói với mày đấy. Này, có chuyện gì? Nói xem nào. Thì chuyện của mày với thằng Hùng nhọ chứ còn gì nữa. Thì sao? Tao thấy mày dạo này là đi quá giới hạn rồi đấy nhóc. Dạo này mày suốt ngày tương tư này, tin nhắn này. Nghi lắm. Nói chung ấy, chúng ta cũng không có biết nhiều về hắn ta. Với cả mày cũng là cảnh sát của tương lai cơ mà. Tao không thích mày giao du với những bọn người xấu đâu. Tao là cảnh sát tương lai, hắn ta là kẻ xấu, thì sao? Mày điên à? Hai đứa mày mới điên đấy. Này, thứ nhất, tao với anh ta chỉ là bạn bè thôi, chẳng qua là quan tâm tới nhau một chút. Thứ hai, tuy là anh ta hơi thô lỗ một chút, cũng hơi bí hiểm một chút, nhưng mà tao vẫn cảm thấy bên trong con người đó là một người hướng thiện. Mà chúng ta là những cảnh sát tương lai được đào tạo để đối đầu với kẻ xấu. Ngoài chuyện á là buộc phải cưỡng chế khi cần, thì còn phải biết cảm hóa bằng lương tri, pháp luật, ok? Nói tóm lại là tao đang dùng nghiệp vụ để cảm hóa anh ta, hiểu chưa? Hóa ra là mày định dùng hắn ta để làm chuột bạch đúng không? Này, mày cẩn thận đấy, kẻo gậy ông lại đập lưng ông. Là sao? Thì tao thấy anh ta đẹp trai này, ga lăng này. Có khi nào mày bị cảm hóa? Có mày bị cảm nắng ấy. Tao thấy mày toàn khen anh ta thôi à? Nói chung là cái Lam không thế đâu. Đúng, tao là bản lĩnh có thừa nhá. Thì tao cũng là bạn thân của mày, tao chỉ quan tâm mày như vậy thôi. Tao là tao rất lo nhá. 4 năm đèn sách của mày, mà mẹ tao còn hay chửi câu con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ. Tao cũng chỉ lo Lam nhà mình như thế thôi. Này, cảm ơn hai cô bạn của tôi. Hôm nay chầu kem này đã khao nhá. Ăn đi. Mấy thằng đi tam giác vàng đã về chưa? Đêm hôm qua. Hàng đã vào kho hết chưa? Ông yên tâm, không có vấn đề. Ok, rồi đi. Lần này tôi cần 2.000 cái. Liệu cuối tháng này có kịp không? Kịp, tôi cho thợ làm suốt ngày đêm. Ông lo về công việc đi. Cho bọn em 1 phòng, 2 giường. Em cho chị xin chứng minh. Em muốn ở tầng nào ạ? Cao hay thấp? Càng cao càng tốt.
Cay thật. Đang làm ăn ngon lành, bị đập một phát, bây giờ mất hết. Thua keo này thì bày keo khác, sợ gì anh? Tao dính phát này, nhiều đại ca chết theo lắm. Sao thế? Trước đây đi các ông nào, tao đều kê trong sổ thu chi và lưu trong máy. Thế thì vui rồi. Anh có ghi đích danh tên các ông đấy không? Và chức vụ các ông đấy không? Cái vũ trường này tao cổ phần với mấy người bạn, cho nên phải ghi chép cẩn thận. Anh vẫn phải nộp vé tháng à? Ngoài việc trả cổ phần hơi hàng tháng thì các dịp giỗ chạp lễ Tết tao đóng nặng luôn ấy. Chưa tính tới những lúc các anh đi tiếp khách bắt tao qua trả tiền. Nhưng cũng không sao, miễn là các anh để cho mình yên, chứ không thôi nhức đầu lắm. Anh này, liệu cái đống giấy tờ sổ sách của anh bị bới ra thì bao nhiêu chú phải đi? Nhiều lắm đấy, tao giải khắp nơi mà. Nhiều lúc các anh cứ lên tivi chém gió về đạo đức, nhưng cứ tới hàng tháng mà tao chưa kịp gửi báo thư thì lại hỏi thăm. Hôm nay mày bệnh hả? Mày ốm hả? Đời nó vậy đấy. Đúng là muốn biết phẩm chất của cán bộ như thế nào, chỉ cần hỏi doanh nghiệp anh à. Doanh nghiệp nào mà chả cần phải bấu víu các quan chức? Mà nếu mà quan chức chết thì doanh nghiệp cũng chết luôn. Nhiều đối thủ của quan chức còn mượn cái doanh nghiệp dân sau để mà hóa vàng cái ghê đó. Bạc nhỉ? Đúng là tiền nhiều để làm gì. Tao với mày chưa đến lúc để nói câu đó. Mà phải nói làm gì để có nhiều tiền. Tôi hỏi ông về việc ông chỉ đạo cái thằng Tuân đi nhận ma túy đá như thế nào? Nói! Chẳng thế nào cả. Tôi đề nghị ông nên nghiêm túc một chút. Tôi đã nói các ông nhiều lần rồi, tôi chẳng biết gì về chuyện đấm đá của thằng Tuân. Nó buôn bán gì là chuyện của nó. Các ông đi hỏi nó. Tại sao lại hỏi tôi chứ? Ông còn ngoan cố nữa. Nhân chứng, vật chứng đã quá rõ ràng. Cả người giao và người nhận đều khai là ông đã chỉ đạo. Vậy mà ông còn dám dối cãi. Có vật chứng, có nhân chứng đầy đủ rồi thì kết tội đi, hỏi làm gì nữa. Tôi chẳng dính dáng gì đến lô hàng công vừa nói hết, hỏi gì cho mệt. Ông bảo là không dính dáng, không liên quan à? Ông đã biến cái trang trại của ông thành một cái hang ổ tội phạm rồi, ông có biết không? Lại còn chỉ đạo cho bọn đàn em bắn lại chúng tôi. Nội cái vụ việc đó cũng đủ để cho ông ở tù mọt công rồi đấy. Ở tù? Tôi đang ở tù đây, nên các ông không cần dọa. Thôi, đau đầu quá rồi, cho về buồng đi, không có việc nữa. Tôi khuyên ông nên thành khẩn khai báo và tố giác đồng bọn. Có như vậy, ông mới được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đây đi tù vài lần rồi, không còn là gì văn vẻ của các ông vừa rồi nữa. Lại nhài mấy câu đó hoài, phát chán. Thôi, cho về buồng đi, đau đầu quá rồi. Sao, đánh hả? Đánh đi rồi, đánh đi.
Nhưng tôi nói trước, chẳng giải quyết được việc gì đâu. Trả phạm, giam ông ta vào phòng kỷ luật. Tại sao giam bộ kỷ luật? Tôi có đánh cho buồng giam đâu, có vi phạm trại đâu, hả? Tại sao giam cho bộ kỷ luật, hả? Không nói nhiều nữa, đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Cậu nhà, làm gì nghỉ nhớ? Cậu nhà, mình biết à? Ê, biết luật không? Đừng có luật lá với tao nhé. Bố là bố lão. Bố đéo cần biết ở ngoài mày là ai. Một khi đã bước vào phòng này, phải chơi theo luật của bố. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nghe bước chân phong trần. Trong vắng yêu thương, chim sâu nhưng lặng câm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai, các bố là nhận hai. Tìm mình trong cơn mưa đau, mất nước mắt cùng đau. Dù dòng đời cuộn trong phong lòng ta dục lửa khát khao. Tìm mình trong băng giá bao nhiêu cao, từ trong công nín bao cồn cao. Miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về. Trong những bước chân cỏ dài, đời ta như bóng đêm miệt mài. Niềm tin thắp sáng bao cuộc đời, bình minh sẽ đến với nụ cười. Y đã cậy thần, thần cậy cây giá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.